Đức Phương xin gửi tới anh chị mẫu kết sắt Đông Hun của Hàn Quốc, mẫu kết sắt vân tay điện tử có model là DH52VT. Một kết sắt được bảo mật hai cấp đó là khóa điện tử, khóa vân tay và khóa chìa bi chống sao chép. Mở thì rất là nhẹ nhàng. Và đây là nội thất của kết sắt được chia làm 3 khoang. Có hai khoang để giấy tờ có thể điều chỉnh được lên xuống các cái đợt này. Và ở dưới là một ngăn kéo có khoa riêng. Ở bên dưới thì mình có thể để các cái đồ cá nhân như tiền, vàng trang sức. Ở trên thì có thể để giấy tờ. Còn đây là hèm tam cấp của cái sắt và dưới là các cái chốt khóa y lốc bảo vệ giúp cái sắt vừa an toàn, vừa chống cháy và chống bắt lửa. Cái sắt thì có ưu điểm là bền, an toàn, có hình thức đẹp và dễ sử dụng. Thường được gia đình và công ty sử dụng.